danh với BCA đến nay là đang được đến hạng thứ ba rồi. Thế thì cũng giống như rất nhiều anh chị trước đã chia sẻ thì mình hầu như là sử dụng rất là nhiều những sản phẩm của BCA và Vitality cũng sử dụng này, Condipro cũng sử dụng này và đến nồi chiên không dầu thì cũng thế. Thì nồi chiên không dầu trước đây á, nhà Quỳnh là cũng đã sử dụng rồi và nghĩ là rất rất nhiều các anh chị em ở đây là nhà mình đã có nồi chiên ở trong nhà. Thế tuy nhiên thì khi mà mua nồi chiên không dầu trước đây á, thì là Quỳnh không để ý đến những cái giấy chứng nhận an toàn của nó là như thế nào đâu. Nhưng mà khi mà vào BCA á, được gặp anh CEO của Kuchen Việt Nam và anh nói về cái sản phẩm nồi chiên không dầu Kuchen này, thì ngoài nó có cái chứng nhận an toàn về điện thì nó còn có là giấy chứng nhận an toàn về các cái vật liệu khi mà tiếp xúc với thực phẩm á, là nó rất an toàn cho sức khỏe. Vì vậy là Quỳnh rất là an tâm khi mà sử dụng cái sản phẩm này cho gia đình. Thế thêm nữa là đối với những cái sản phẩm nồi chiên thông thường á, thì mình hay là phải chở đồ ăn. Ví dụ như là mình nướng một con gà thì mình sẽ hay là 30 phút nướng xong một lần thì mình lại phải bỏ ra để mình chở thức ăn. Thì nó rất là vất vả. Thế nên mà thêm nữa là mình sẽ không thể nhìn thấy được là cái bên trong cái thực phẩm của mình nó đang chín rồi hay là hay chưa. Thế tuy nhiên thì với Kuchen á, là bên có sẽ có một cái lớp kính và mình nhìn thấy thực phẩm rất là rõ. Thêm nữa là mình sẽ có một cái xiên và khi mà mình xiên cả một cái con gà vào như thế thì cái nhiệt nó sẽ quay rất là đều và con gà thì bên ngoài nó ăn nó không bị khô mà bên trong thì lại rất là mềm ẩm đó. Thế thì ngoài ra thì cái sản phẩm này còn có thêm một cái là lồng chiên nữa, thì những cái món cho các bạn nhỏ như là khoai tây chiên này hay là lạc rang đấy thì chế biến rất là nhanh. Vì vậy là Quỳnh thấy cái sản phẩm này nó cực kỳ là tuyệt vời và hữu ích đối với rất là nhiều gia đình của chúng ta. Thì đây là những cái chia sẻ của Quỳnh về cái sản phẩm nồi chiên này. Rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Quỳnh rất là nhiều và chúng ta đã lắng